Sau khi làm việc với ông chủ thì phương án đưa ra ở đây là không triển khai được, bởi vì khách hàng cũng không dám bỏ tiền ra cái số tiền quá lớn để triển khai về đường này. Cái thứ hai nữa là hạ tầng ở đây thì nó cũng khá là nó khó để triển khai và chốt phương án là không triển khai được. Ở trong này thì nó vướng rất nhiều với rất nhiều cây cối và nó là một cái điểm lõm, cho nên là cái sóng điện thoại là không có, ở trong này không có, ở trong này không thu được sóng điện thoại. Muốn thì phải trèo lên đỉnh quả đồi như này này. Đây, dây điện đây, dây điện toàn ở dưới này. Bởi vì cái cáp to kia nó ra là 40.000 một mét ấy. Đây là hai cây mấy thì ơi tính sơ sơ là 20-25 triệu rồi. Chưa kể là phí hỏa mạng các kiểu. Đấy, lại còn phải thuê nhân công đi kéo này. Nên mấy cái phương án để triển khai cho một hộ gia đình mà nó rơi vào tầm mấy cái cây số như này ấy thì nó khá là khó khăn để mình triển khai. Và cái phương án nữa là mọi người mua dây về xong mọi người tự thuê ở đâu đấy thì Viettel chỉ hỗ trợ là xử lý đầu cuối với lại điểm đầu với điểm cuối thôi. Còn khi mà bị sự cố ấy thì mọi người tự phải thuê đơn vị khác để xử lý thôi. Chứ cái này bọn em nó có nằm trong ga lai, bọn em thuê bao chỉ được kéo một hộp tầm 500-700 mét thôi, một hộp được 2 thuê bao. Nếu mọi người có dự định là kéo xa như này thì mọi người cũng tìm hiểu kỹ nhá. Về cáp này nó cũng khá là tốn tiền đấy. Cái video ở đây thì xin phép là tạm dừng ở đây. Mà nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì xin liên hệ em ở cái số Zalo. Mọi người nhắn tin cho em để em giải đáp những cái thắc mắc của mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Trong này thì có một cái khu của trang trại, họ làm về vườn keo 100 ha. Đường này vào khá là sâu. Cột điện toàn cột nghiêng. Kéo một cái đường mạng vào đây thì cũng khá là khoai đấy. Từ đây vào nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 3 cây số.
vào đây khảo sát thì xem để tìm ra cái phương án để triển khai cho khách hàng. Trong này thì chỉ có mấy hộ dân thôi, cho nên là ngày xưa hạ tầng bên Viettel cũng không thuận cho vào trong này. Khách hàng bảo là kéo cái đường dây điện là nó rơi vào cây 3. Các bạn một số đường là nó đang đi tắt. Đến cái đoạn như này rồi thì nó cũng khá là dễ kéo. Tuy nhiên vào sâu trong nữa thì không biết là có kéo được không. Trước ở đây cột điện thì toàn là dân họ tự trồng. Trước có một cái công ty cũ thì họ đã trồng cột rồi. Ở đây cái công ty mới thì họ trồng thêm mấy cái cột nữa thôi. Ở trong này thì toàn rừng keo thôi. Ở đây là từ đoạn này là toàn khu đất của họ. 100 hecta, hơn 100 hecta, 150 hecta sao? Thì thoảng có một số nhà dân thôi. Mấy cái mà các công ty lớn như này ấy, nếu mà muốn cung cấp cái dịch vụ về wifi thì phải ký hợp đồng với Viettel. Nếu mà họ đồng ý về mua cái mức giá mà Viettel đưa ra ấy, thì anh em kỹ thuật sẽ triển khai cho khách hàng thôi. Và sau này khách hàng mua dây thì các khách hàng phải tự bảo quản cái đường dây của mình, nó nằm trong cái gói hợp đồng rồi. Xe máy đã gần 6 phút rồi, chưa đến thấy nhà đâu. Trên này toàn rừng keo, đồi keo. Để triển khai mấy cái đường kéo xa như này thì khách hàng phải mua những cái loại cáp to ấy. Cáp to thì nó mới đảm bảo được cái hạ tầng, chứ
chứ nếu mà kéo cái cáp nhỏ vào đây ấy, thì 2-3 bữa là nó sẽ đứt ngay. Mấy công ty lớn như này phải chịu bỏ tiền ra thì mới làm được, chứ bình thường bọn em thì chịu, bọn em thì chả có cáp đâu mà kéo vào đây cả. Còn đường dây điện vắt lên cái cây như này ấy. Nếu mà nhà khách hàng mà tức là nó sẽ có được từ 8 đến 16 thuê bao ấy, mọi người là đề xuất để Viettel triển khai. Chứ nếu mà một nhà như kiểu này mà muốn thì phải tự bỏ tiền dây thôi, mua và ký hợp đồng với bên Viettel để anh em kỹ thuật sẽ triển khai. Nếu mà khu nào mà đông dân ấy thì mọi người đề xuất phương án để triển khai. Chứ bình thường như một kiểu một hộ này thì không thể đáp ứng được. Rơi vào gần 3 cây số như này ấy. Đi xe máy đã gần 10 phút rồi. Cột điện thì toàn ở trên. Đây đến là đã 2 km rồi. Đó cũng tơ mét ở đây là 2 cây rồi, hơn 2 cây một tí rồi, chắc sắp đến rồi. Khách hàng vào kéo đường dây điện vào là 2 cây 3. Đây rồi, thấy bên kia rồi, bên kia là cái công ty đấy. Quản lý rừng, quản lý hơn 120 hectare.